Sau khi loạn An Sử và Hoàng Sào nổ ra, quốc lực nhà Đường đã suy yếu đi rõ rệt. Các tiết độ sứ theo đó nổi dậy, xô xé triều đại này, tạo ra cục diện ngũ đại thập quốc phân tranh. Lúc bấy giờ ở phía nam, tại Giao Châu, người họ Khúc tên Thừa Dụ ở Hồng Châu đã nhân phương Bắc có loạn lạc mà tự xưng làm tiết độ sứ vào năm 906, mở đầu thời kỳ tự chủ của nước ta. Một năm sau, Đường Ai Đế bị Chu Toàn Trung xoán vị, lập ra nhà Hậu Lương, nhà Đường mất. Chu Toàn Trung phong cho Lưu Ẩn làm Nam Bình Vương, kiêm chức tiết độ sứ Quảng Châu và Tĩnh Hải, có ý lấy lại Giao Châu. Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, lần lượt hai con là Khúc Thừa Hạo và Khúc Thừa Mỹ thay cha. Còn tại phương Bắc, sau khi Lưu Ẩn qua đời năm 911, em là Lưu Nham kế thừa chức tiết độ sứ của anh. Đến năm 917, Lưu Nham tức vị lập ra nhà Nam Hán, tức Nam Hán Cao Tổ, cắt đứt quan hệ với Hậu Lương. Sang năm 919, Khúc Thừa Mỹ sai sứ sang nhà Lương xin quy phục. Điều này đã khiến Nam Hán vô cùng tức giận. Đến năm 923, Lưu Nham sai tướng là Lý Khắc Chính đem quân sang đánh Giao Châu, bắt sống được Khúc Thừa Mỹ. Giao Châu về tay nhà Nam Hán, quyền lực họ Khúc chấm dứt. Lý Khắc Chính liền cắt cử bộ tướng là Lý Tiến trấn thủ Giao Châu, còn mình dẫn quân đi đánh Chiêm Thành. Tuy nhiên, Nam Hán chẳng giữ Giao Châu được lâu. Sau khi họ Khúc bị lật đổ, tướng Ái Châu của Khúc Thừa Hạo là Dương Đình Nghệ gây dựng được một đội quân gồm 3.000 tử sĩ tìm cách báo thù cho họ Khúc, phản công đoạt lại Giao Châu. Năm 931, Dương Đình Nghệ phát binh từ Thanh Hóa ra Bắc đem quân vây Lý Tiến. Nhà Nam Hán cử Trần Bảo sang trợ ứng. Nhưng Trần Bảo chưa đến nơi thì Dương Đình Nghệ đã hạ được thành, Lý Tiến trốn về nước. Trần Bảo liền bao vây thành, nhưng Dương Đình Nghệ lại đem quân ra đánh, giết chết được Trần Bảo. Dương Đình Nghệ nhân đó tự xưng là tiết độ sứ, quản lĩnh công việc Giao Châu. Tuy nhiên, tới năm 937, Dương Đình Nghệ bị nha tướng của mình là Kiều Công Tiễn giết, cướp quyền, thần phục nhà Nam Hán. Được tin Kiều Công Tiễn phản nghịch và thấy việc quy phục nhà Nam Hán là nguy hại cho cuộc tự chủ mà họ Khúc và họ Dương đã dày công gây dựng. Ngô Quyền là nha tướng và con rể của Dương Đình Nghệ, lúc ấy đang cai quản Ái Châu, đã phát binh tiêu diệt Kiều Công Tiễn vào năm 938. Kiều Công Tiễn lập tức phải cầu viện nhà Nam Hán. Lưu Nham muốn nhân đó chiếm luôn Giao Châu, bèn phong cho con trai là Lưu Hoàng Tháo làm Giao Chỉ Vương, thống lĩnh thủy quân, còn mình đóng ở Hải Môn làm tiếp tế. Trước lúc lên đường, Sùng Văn Sứ là Tiêu Ích có can ngăn rằng: "Nay trời mưa lớn, Ngô Quyền lại là hào kiệt, nên sai người dò xét trước rồi hãng đánh", nhưng Lưu Nham không nghe. Theo đó, quân Nam Hán đem chiến thuyền tiến theo sông Bạch Đằng vào đánh nước ta, nhưng chưa đến nơi thì Ngô Quyền đã giết chết được Kiều Công Tiễn. Ngô Quyền hay tin quân Nam Hán sắp tiến gần, liên hội các tướng lại bàn kế chống giặc, thì có Kiều Công Hãn là cháu nội của Kiều Công Tiễn, Quyền nên bày trận địa trên sông Bạch Đằng. Theo đó, Ngô Quyền cho quân sĩ đóng cọc có bịt sắt nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng, tạo nên trận thủy chiến kinh điển còn mãi lưu truyền tới nay. Ngô Quyền muốn lợi dụng thủy triều dâng để che giấu bãi cọc, đợi khi thủy triều xuống, dùng thuyền nhỏ dụ quân địch vào trận địa rồi mới đánh. Quả nhiên cuối năm 938, quân của Lưu Hoàng Tháo đến cửa sông Bạch Đằng, gặp đội thuyền nhẹ của quân ta nên hăng hái truy kích. Đúng lúc thủy triều hạ xuống rất nhanh, cả đoàn thuyền của Lưu Hoàng Tháo mắc cạn. Ngô Quyền đổ quân ra đánh giết hơn quá nửa quân Nam Hán. Lưu Hoàng Tháo bỏ mạng, Lưu Nham nghe tin ấy kinh hoàng rút về, bỏ luôn ý định xâm lược Giao Châu. Đến mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng là Ngô Vương, xây dựng nhà nước tự chủ, trở thành vị vua sáng lập ra nhà Ngô, sử gọi là Tiền Ngô Vương. Sử sách các đời đều không ghi chép việc Ngô Vương trị nước, nhưng đến năm 944 thì ông qua đời. Trước lúc lâm chung, Ngô Vương có di chúc giao cho Dương Tam Kha giúp Thái tử Ngô Sương Ngập kế vị, nhưng Dương Tam Kha nhân đó liền cướp ngôi xưng là Bình Vương. Ngô Sương Ngập sợ hãi liền chạy trốn đến Nam Sách nương nhờ Phạm Lệnh Công. Dương Tam Kha sai Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc đi lùng bắt, nhưng cả ba lần đều không thấy. Dương Tam Kha về sau lại lấy Ngô Sương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền, làm con nuôi. Từ khi Dương Tam Kha đoạt ngôi,
thì nhiều nơi lại không thần phục. Trong đó có Ngô Nhật Khánh chiếm thôn Đường ở Sơn Tây và Nguyễn Khoan chiếm thôn Nguyễn Gia Loan ở Vĩnh Phúc, khởi binh chống lại triều đình đã lâu. Sang năm 950, Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn, Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc đi đánh hai thôn Đường, Nguyễn. Ngô Xương Văn khi tới nơi liền thuyết phục các tướng quay ngược trở lại, lật đổ Dương Tam Kha. Dương Tam Kha không kịp trở tay, liền bị bắt sống. Nhưng Ngô Xương Văn biết ơn trước kia nhận làm con, nên tha không giết mà giáng xuống làm Trương Dương Sứ. Cùng năm đó, Ngô Xương Văn lên ngôi, tức Nam Tấn Vương. Sau đó, Ngô Xương Văn cho người đi đón Ngô Xương Ngập về. Được sự chuẩn y của Dương Thái Hậu, Ngô Xương Ngập cũng được làm vua, xưng là Thiên Sách Vương. Lúc đó nước ta cùng tồn tại hai vua, sử gọi là Hậu Ngô Vương. Sang năm 951, quân Ngô tiến đánh sứ quân Đinh Bộ Lĩnh ở Động Hoa Lư. Đinh Bộ Lĩnh cậy có khe núi hiểm, không thần phục triều đình. Biết tin hai vua cất quân đi đánh, Đinh Bộ Lĩnh đành phải sai con là Đinh Liễn vào triều làm con tin để ngăn việc xuất quân. Hai vua thấy vậy tức giận, rồi mang cả Đinh Liễn theo đi đánh. Đánh hơn một tháng không thành, liền đem Đinh Liễn ra dọa giết. Nhưng Đinh Bộ Lĩnh ngoan cường, sai cung nỏ nhắm con mà bắn. Hai vua thấy vậy đành rút quân về. Sang năm 954, Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập qua đời, nên chỉ còn một vua là Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn. Sau khi Thiên Sách Vương mất, thủ lĩnh ở quận Thao Giang là Chu Thái nổi dậy không thần phục nhà Ngô. Nam Tấn Vương phải thân chinh đi đánh chém được Chu Thái. Một thời gian sau, giặc Lý Huy ở Châu Tây Long nổi lên. Xương Văn phải đích thân điều quân tới đóng ở cửa Phủ Lan. Đánh suốt tháng trời thì giặc Đan mới rút quân trở về. Tuy nhiên vào năm 965, Ngô Xương Văn đi đánh thôn Đường, tức Đường Lâm của sứ quân Ngô Nhậm Khánh và thôn Nguyễn Gia Loan của sứ quân Nguyễn Khoan. Lúc thuyền vừa đổ bộ lên bờ thì Ngô Xương Văn bị phục binh bắn nỏ chết. Đinh Liễn nhân đó thoát cảnh con tin ở Cổ Loa trở về Hoa Lư cùng cha. Hai vua lúc ấy chẳng còn, nhà Ngô chính thức bước vào giai đoạn loạn lạc, các sứ quân bắt đầu nổi dậy theo. Trong đó bao gồm Ngô Xương Xí, tức Ngô Sứ Quân giữ Bình Kiều là vùng Triệu Sơn Thanh Hóa ngày nay. Ngô Nhật Khánh tự xưng là Ngô Lãng Công giữ Đường Lâm, tức vùng Sơn Tây Hà Nội ngày nay. Đỗ Cảnh Thạc tự xưng là Đỗ Cảnh Công giữ Đỗ Động Giang, tức Thanh Oai Hà Nội. Phạm Bạch Hổ tự xưng là Phạm Phỏng Át giữ Đằng Châu là vùng Hưng Yên ngày nay. Kiều Công Hãn tự xưng là Kiều Tam Chế giữ Phong Châu, tức Việt Trì, Lâm Thao, Phú Thọ. Kiều Thuận tự xưng là Kiều Lệnh Công giữ Hồi Hồ ở vùng Cẩm Khê, Phú Thọ. Nguyễn Khoan tự xưng là Nguyễn Thái Bình giữ Tam Đái, tức Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Nguyễn Siêu tự xưng là Nguyễn Hữu Công giữ Tây Phù Liệt, tức Thanh Trì, Hà Nội. Nguyễn Thủ Tiệp tự xưng là Nguyễn Lệnh Công giữ Tiên Du ở đất Bắc Ninh. Lý Khuê tự xưng là Lý Lãng Công giữ Siêu Loại là vùng Thuận Thành, Bắc Ninh. Trần Lãm tự xưng là Trần Minh Công giữ Bố Hải Khẩu, tức đất Thái Bình. Lữ Đường tự xưng là Lã Tá Công giữ Tế Giang, tức Thuận Thành, Bắc Ninh. Khởi đầu cho cuộc chiến này là vào năm 965, sau khi Nam Tấn Vương mất thì Ngô Xương Xí là con của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập kế vị. Ngô Nhật Khánh cũng kéo quân từ Đường Lâm về Cổ Loa tranh giành. Ngô Nhật Khánh trước không phục Dương Tam Kha nên cát cứ tại Đường Lâm tự gây dựng binh mã. Đến năm 966, tại Cổ Loa, các tướng là Lã Sử Bình, Kiều Chi Hiệu, Đỗ Cảnh Thạc, Dương Huy tranh nhau làm vua. Cuối cùng, phe của Lã Sử Bình thắng thế, đánh đuổi Ngô Xương Xí phải lui về giữ đất Bình Kiều, trở thành Ngô Sứ Quân. Lúc bấy giờ, Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng Trần Lãm là người có đức mà không có con, nên dẫn Đinh Liễn đến nương tựa, được Trần Lãm quý mến giao quân, sai đi đánh các hùng trưởng khác. Về sau Trần Lãm mất, Đinh Bộ Lĩnh thống lĩnh binh quyền. Vào năm 966, dưới sự chỉ huy của Đinh Bộ Lĩnh, quân Trần đã đánh bại lực lượng của Lã Sử Bình. Lã Sử Bình thua trận bị chặt đầu. Sau đó, Đinh Bộ Lĩnh lại quay sang tiến đánh Đỗ Cảnh Thạc. Đỗ Cảnh Thạc là người mưu trí lại hùng mạnh, có tòa thành Đỗ Động trấn thủ, nên Đinh Bộ Lĩnh phải bàn mưu tính kế mà đánh. Ban đêm, Đinh Bộ Lĩnh cho quân bao vây bốn mặt thành và tiến đánh bất ngờ vào trại Quyền. Đỗ Cảnh Thạc đang ở đồn Bảo Đà nên không ứng cứu được nhau,
bị mất cả thành lũy Lương Thảo, Đỗ Cảnh Thạc phải bỏ Bảo Đà mà chạy. Hai bên giao tranh hơn một năm sau, Đinh Bộ Lĩnh hạ được thành, Đỗ Cảnh Thạc tháo chạy và bị trúng tên chết ở chân núi Sài Sơn. Ngày 6 tháng 6 năm 967, Đinh Bộ Lĩnh điều một đạo quân do tướng Nguyễn Bồ chỉ huy tiến đánh sứ quân Nguyễn Siêu. Được tin Đinh Bộ Lĩnh sắp đánh, Nguyễn Siêu đem một vạn quân đóng ở Thanh Đàm, dùng Nguyễn Chí Khả làm tiên phong, Trần Côn làm tả dực, Đỗ Cư làm hữu dực, Nguyễn Hiền làm giám quân. Trong trận giao tranh đầu tiên, Đinh Bộ Lĩnh bị mất bốn tướng là Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục, Đinh Thiết và Cao Sơn cùng rất nhiều binh lính đều tử trận. Tới tháng 7 cùng năm, Đinh Bộ Lĩnh dẫn theo 25.000 quân, dùng Nguyễn Bặc làm đại tướng, Lê Hoàn tiếp ứng tiến đánh lần hai. Nguyễn Siêu chia một nửa quân ở lại giữ thành, một nửa cùng sứ tướng vượt sông Hồng tìm viện binh. Gần tới bờ Bắc, gặp gió lớn, thuyền của Nguyễn Siêu bị đắm. Đinh Bộ Lĩnh biết tin, bèn sai võ sĩ nửa đêm phóng lửa đốt doanh trại, Nguyễn Siêu tử trận. Khí thế quân Cổ Loa thắng trận hừng hực, tiếp tục tiến đánh Kiều Công Hãn, vây chặt căn cứ Phong Châu. Kiều Công Hãn không chống cự nổi, phải bỏ chạy về Nam để cầu cứu Ngô Xương Xí, thì bị một hào trưởng là Nguyễn Tấn chặn đón ở Nam Định chém chết. Cuối năm 967, Đinh Bộ Lĩnh dẫn quân lên vùng Tam Đái, Nguyễn Khoan không chống nổi cũng tử trận. Nguyễn Thủ Tiệp nghe tin hai người em là Nguyễn Khoan và Nguyễn Siêu bị Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp, thì liên kết cùng sứ quân Lý Khuê ở Siêu Loại để chống trả. Đinh Bộ Lĩnh liền để Đinh Điền cùng mấy tướng trẻ ở lại giữ Tam Đái và Phong Châu, còn mình và con cả là Đinh Liễn đem binh thuyền xuôi sông Hồng, sông Đuống, xuôi dòng tiến đánh cả Nguyễn Thủ Tiệp và Lý Khuê. Cánh quân của Đinh Bộ Lĩnh hội cùng với cánh quân của Nguyễn Bặc từ Thanh Oai lên, tấn công từ Cổ Loa tiến thẳng vào Tiên Du. Đinh Liễn thì từ sông Đuống vòng theo phía sau lưng, chặn đường không cho quân của Lý Khuê ở Siêu Loại đến tiếp ứng. Khi quân Hoa Lư bao vây tiến đánh căn cứ Tiên Du, thành vỡ, tướng của Nguyễn Thủ Tiệp là Nguyễn Quốc Khanh, giả làm thầy lang đeo bọc thuốc chạy trốn, bị bắt ở bến Đỏ Nò, sau đó bị Đinh Bộ Lĩnh chém đầu. Tiếp tục, Đinh Bộ Lĩnh cho điều quân tiến đánh thành Siêu Loại của Lý Khuê ở Thuận Thành. Thành này dù xây dựng vững chãi, nhưng Lý Khuê không chống cự nổi và mất ở làng Dương Xá, tức Gia Lâm, Hà Nội ngày nay. Sau đó, Đinh Bộ Lĩnh cho quân đóng ở Siêu Loại và để Nguyễn Bặc, Đinh Liễn đem 3.000 quân đi đánh Lữ Đường. Lữ Đường chủ trương tản quân để đánh du kích, đóng giữ chỗ hiểm yếu, còn Nguyễn Bặc thì bày kế tập kích cắt đứt đường vận lương của quân Lữ Đường. Trong vòng 7 ngày, vòng đai phòng thủ bên ngoài của quân Lữ Đường bị tiêu diệt hoàn toàn. Đinh Liễn, Nguyễn Bặc đánh thọc sâu vào trung tâm, bắt được Lữ Đường, chém chết, thu phục hoàn toàn đất Tế Giang. Không ngừng nghỉ, Đinh Bộ Lĩnh lại dẫn quân tấn công thành Hồi Hồ của sứ quân Kiều Thuận. Kiều Thuận không chống nổi, đành vượt sông Hồng chạy sang thành Mè, kết hợp với Ma Xuân Trường chống lại Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh đánh chiếm thành Mè, Kiều Thuận tử trận, Ma Xuân Trường chạy lên Yên Bái trốn thoát. Tuy nhiên, sau đó ở vùng Ô Man báo về, có quân của con em Ngô Tiên Chủ dẫn hơn 500 người ở Đỗ Động Giang đánh vào, thì bị người làng ấy là Ngô Phó Sứ đánh bại phải trở về. Đinh Bộ Lĩnh nghe tin ấy, liền cất quân đi đánh đất Đỗ Động Giang, đều thu phục được cả. Từ đó, dân ở Kinh Phủ đều khâm phục theo về, nhà Ngô mất. Về sau, hai sứ quân còn lại thuộc Hoàng thất nhà Ngô là Ngô Xương Xí và Ngô Nhật Khánh đều quy hàng Đinh Bộ Lĩnh, chấm dứt loạn 12 sứ quân. Cũng trong năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, tự xưng là Đại Thắng Minh Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, rời kinh đô về Động Hoa Lư, bắt đầu dựng đô mới, kế tiếp niên kỷ của nhà Ngô, bảo toàn sự độc lập cho dân tộc Việt Nam.